Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết nhiều người đã phải di tản khẩn cấp sau vụ nổ kho đạn trên bán đảo Crimea. Lệnh di tản khẩn cấp được ban hành sau vụ nổ kho đạn trên bán đảo Crimea của Ukraine, nơi từng bị Nga thôn tính từ năm 2014. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga cho biết những kẻ phá hoại đã cố tình gây ra hàng loạt vụ nổ lớn ngay trên vùng lãnh thổ do quốc gia này kiểm soát, tức ám chỉ các nhóm vũ trang trung thành với Ukraine. Cách đây một tuần, một căn cứ không quân do Nga điều hành tại Crimea cũng đã phát nổ. Tuy nhiên, Moscow khẳng định đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Tính cho tới nay vẫn chưa có báo cáo về số người bị thương hay gặp nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, vụ nổ đã khiến các cột điện cao thế, ga tàu hỏa và tàu điện ngầm bị hư hại nặng nề. Đại diện cấp cao của Nga tại Crimea có tên là Sergei Askinov đã tuyên bố hơn 3.000 thường dân sống gần kho đạn đã được di tản khẩn cấp tới nơi an toàn. Tiếp theo bản tin được biết thì phụ nữ Tô Cách Lan được cung cấp sản phẩm kinh nguyệt miễn phí. Tô Cách Lan trong tuần này đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp miễn phí sản phẩm kinh nguyệt dành cho phụ nữ và trẻ em gái khi cần. Các sản phẩm này sẽ được đưa tới những địa điểm công cộng như là quán cà phê, trung tâm sinh hoạt cộng đồng và trường học để người dùng có thể tiếp cận để đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra. Đạo luật mang tên là Period Product Free Provision Scotland đã được đa số các đảng viên trong Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2020, nhưng mãi đến ngày thứ Hai, tức là ngày 15 tháng 8 năm 2022 mới bắt đầu có hiệu lực. Bộ trưởng gia của Tô Cách Lan nói với hãng thông tấn BBC rằng chính sách viện trợ mới sẽ giúp cho người dân giảm bớt các khoản chi tiêu trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Estonia không cho phép người Nga đặt chân vào lãnh thổ. Chính phủ Estonia vào thứ Ba 16 tháng 8 cho biết, bắt đầu từ thứ Năm tuần này, họ sẽ không cho phép hầu hết cư dân Nga đặt chân sang lãnh thổ nếu như sở hữu visa từng do Tallinn cung cấp trước đây. Khu vực này hiện nằm trong khu vực đi lại tự do Schengen, vốn tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên Âu Châu du lịch xuyên lãnh thổ mà không cần sở thông hành hay là visa. Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu loan báo tất cả visa do nước này cung cấp cho Nga, ngoại trừ vì mục đích gia đình và nhân đạo, đều sẽ hết hiệu lực. Những người phản đối cho rằng họ không nên bị lôi kéo vào các cuộc tranh chấp chính trị và đồng thời không nên gánh trách nhiệm cho các hành động sai trái của Moscow. Trong khi đó, thì 20 người bị thiệt mạng trong màn va chạm giao thông ở Pakistan. Một chiếc xe bus vượt quá tốc độ đã va sầm vào một chiếc xe tải chở dầu gần thành phố Multan của Pakistan vào ngày thứ Ba ngày 16 tháng 8, khiến cho ít nhất là 20 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Truyền thông địa phương dẫn lời nguồn tin từ sở cảnh sát cho biết, thì tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên xa lộ đông xe qua lại, vào thời điểm có 3 chiếc xe bus đang đua nhau với tốc độ cao. Một trong ba chiếc này đã đâm vào xe chở dầu đang lăn bánh trên lăn đường đối diện, sau đó bốc cháy tới không thể nhận ra xe. Xe bus được xác nhận thuộc quyền sở hữu của công ty Daewoo. Tài xế điều khiển chiếc xe cũng đã bị thiệt mạng. Những người sống sót thì được đưa tới bệnh viện Nistar ở Multan. Nhiều nhà cửa đã bị san bằng sau màn không kích của Nga tại tỉnh Donetsk của Ukraine. Một màn không kích đẫm máu đã san bằng nhiều nhà cửa tại quận Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine vào đầu giờ sáng thứ Ba 16 tháng 8. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có báo cáo về số người bị thương vong. Thị trưởng nơi này là ông Oleksandr Honcharenko cho biết vụ tấn công do quân đội Nga tiến hành vốn nhắm mục tiêu xuống 13 khu vực có dân cư sinh sống tại địa phương cho thấy Moscow đang rất muốn kiểm soát tỉnh Donetsk giống như đã từng tại tỉnh lân cận Luhansk. Trước thời điểm Kramatorsk gần như bị thất thủ, nhiều người đã rời bỏ nhà cửa để di tản tới nơi an toàn. Và đây là một trong những cứ điểm còn sót lại do chính phủ kiểm soát tại miền đông Ukraine. Trước khi mùa đông tới, thì Ukraine đang có kế hoạch di tản 2/3 thường dân ra khỏi Donetsk. Những người muốn ở lại phải đệ đơn xin phép chính quyền. Nam Hàn sẽ nối lại tất cả các màn tập trận với Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Nam Hàn vào ngày thứ Ba ngày 16 tháng 8 cho biết thì quốc gia này và Hoa Kỳ theo dự trù sẽ nối lại tất cả các màn tập trận song phương trong tuần tới, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía quốc gia láng giềng phương Bắc, do Bình Nhưỡng luôn xem đây là mối đe dọa đối với riêng mình. Cuộc tập trận mang tên là Uchi Freedom Shield, viết tắt là UFS, hiện đang được ấn định diễn ra vào ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, nhằm để tái xây dựng mối quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, cũng như là rèn luyện khả năng tác chiến trong trường hợp xảy ra các vụ tấn công. Được biết, trong vài năm trở lại đây, thì hai bên đã cho thu nhỏ các màn diễn tập quân sự vì đại dịch COVID-19, cũng như là nhằm để xoa dịu căng thẳng với Bắc Hàn.
Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đã tới thăm người tị nạn Rohingya tại Cox's Bazar. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet vào thứ Ba 16 tháng 8 đã được tháp tùng tới thăm những người tị nạn gốc Rohingya đến từ Miến Điện, vốn đang tá túc tại quận Cox's Bazar của Bangladesh trong khuôn khổ của chuyến công du 4 ngày tại quốc gia Tây Nam Á này. Bà Bachelet cũng là cao ủy nhân quyền đầu tiên của Liên Hợp Quốc thực hiện chuyến đi nêu trên. Sau cuộc đàn áp của quân đội Miến Điện vào tháng 8/2017, thì đã có hơn 730.000 người Hồi giáo Rohingya trốn chạy khỏi bang Rakhine. Khi đó, rất nhiều thường dân đã bị thiệt mạng và khiến Miến Điện vấp phải cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh và nhân quyền. Quốc gia này cũng đang đối mặt với tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế ICC.